Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Bây giờ cô mời các bạn cùng ôn lại bài hát Trên con đường đến trường nhé. Các bạn hãy đứng lên, vận động nhẹ nhàng và hát bài hát nhé. Nào, cô mời các bạn. Phần hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một bạn mới. Bạn mới xinh xinh, màu xanh lá cây. Bạn màu đỏ tên là... Bạn màu cam. Bạn màu vàng. Bạn màu xanh. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bạn màu xanh lá cây tên là nốt. Pha. Pha. Khi nốt pha, các bạn sẽ nắm bàn tay lại. Sau rồi để ngón cái chỉ xuống dưới thì chính là nốt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với nốt pha. Và đây nốt pha. Bàn tay sẽ nắm chặt lại và chỉ ngón cái xuống dưới. Đó là bộ nốt bàn tay của chúng ta. Nha các bạn. Tiếp theo đây, các bạn cùng đưa tay và đọc với cô. Chuẩn bị. 1, 2. Đọc ngược lại. Các bạn lặp lại lần nữa, dùng bàn tay và cùng đọc. 1, 2. Đọc ngược lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua phần đọc nhạc của chủ đề 3. Phần này là phần đọc nhạc các nốt chúng ta vừa mới thực hành. Cô mời các bạn cùng luyện tập. Theo đây là bài đọc nhạc theo mẫu tiết tấu và cao độ. Các bạn sẽ nhìn vào bàn tay và đọc tên nốt cho cô nhé. Bây giờ các bạn cùng cô đọc nốt dòng số 1 nhé. Chuẩn bị. 1, 2. Son, son, fa, mi, re, do, re, mi. Các bạn nhìn vô dòng số 1. Đưa tay cùng đọc. 1, 2. Son, son, fa, mi, re, do, re, mi. Các bạn đọc lại lần nữa. 1, 2. Son, son, fa, mi, re, do, re, mi. Rồi, đọc lại lần nữa nha các bạn. 1, 2. Các
Các bạn đọc lại lần cuối nè. Rồi chúng ta qua câu 2. 1, 2. Rồi, câu 2 cũng giống như câu 1, nhưng chỉ có nốt cuối cùng là khác thôi nha. Nốt cuối cùng ở dòng trên là màu vàng, tức là nốt mi. Còn cuối cùng của dòng 2 là màu đỏ, nắm chặt, đó là nốt đồ. Rồi, bây giờ các bạn đọc dòng 2 cho cô luôn nha. 1, 2. Sol, sol, fa, mi, re, đô. Các bạn đọc lại dòng 2. 1, 2. Son, son, fa, mi, re, đô, re, đô. Rồi, các bạn tự đọc nhé. Dòng 2. 1, 2. Lần nữa nào, dòng số 2. 1, 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi từ dòng 1 qua dòng 2 luôn nha. 1, 2. Rồi bây giờ các bạn cùng đọc bài đọc nhạc nhé. Cô mời các bạn. Các bạn có thể tự tạo mẫu năm âm theo ký hiệu nốt nhạc bàn tay được không? Ví dụ như trong hình. Mi, fa, son, đô, rê. Các bạn có thể đảo lại bằng cách khác nha. Cô tin là các bạn làm được. Các bạn rất là giỏi mà. Các bạn có thể đọc lại bài nhạc theo mẫu đã học được không? Nhìn vào bàn tay và các bạn có thể đọc được không? À, cô tin là các bạn rất có khả năng thực hiện được. Lần sau, cô mong muốn khi đến trường cô nghe các bạn đọc được nhé.